bạch thế tôn vì ngã thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì ngã vô sở hữu nên năm loại mắt vô sở hữu là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì ngã thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì ngã vô sở hữu nên sáu phép thần thông vô sở hữu là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì ngã thanh tịnh nên mười lực phật thanh tịnh phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên mười lực phật thanh tịnh là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì ngã vô sở hữu nên mười lực phật vô sở hữu là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì ngã thanh tịnh nên muốn điều không sợ muốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng thanh tịnh phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh, nên bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh là rốt giáo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì ngã vô sở hữu, nên bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô sở hữu là rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn vì ngã thanh tịnh, nên Pháp không quên mất thanh tịnh, phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì ngã vô sở hữu nên pháp không quên mất vô sở hữu là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì ngã thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh là rốt giáo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì ngã vô sở hữu nên tánh luôn luôn xả vô sở hữu là rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì ngã vô sở hữu nên trí nhất thiết vô sở hữu là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì ngã thanh tịnh nên trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh là rốt giáo thanh tịnh